hữu của công ty Tăng Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Vũ Hoàng Minh vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Minh nhé. À, chào Hoàng Minh. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét của bản thân em. À, em là Vũ Hoàng Minh, năm nay em 18 tuổi và em thích các môn thể thao và em thích chơi guitar. Em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và em đang học năm nhất trường Đại học Công nghệ miền Đông ở Đồng Nai. Dạ. Mình đang học chuyên ngành gì Minh ha? Dạ em học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Rồi cho chị hỏi là cái cảm giác của mình khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, em rất vui, em đi ra ngoài em chạy ghê lắm, em chạy vui lắm. Nhảy chân xa. Dạ. Rồi ai là người mình sẽ chia sẻ cái niềm vui này là người đầu tiên em? Dạ, ba mẹ là người đầu tiên, sau đó đến anh chị em, rồi sau đó là em chia sẻ với chị tư vấn viên của em luôn. Dạ, chia sẻ vui. Dạ. Đến giờ chị vẫn thấy là cái niềm vui nó đang tràn ngập ở trong em. Dạ. Rồi cho chị hỏi thêm là lý do tại sao mình lại chọn Mỹ đi du học? Mỹ nó là một đất nước phát triển về kinh doanh và học tập học vấn, cho nên em chọn Mỹ du học. Với lại em muốn học để nâng cao trình độ tiếng Anh của em, với lại em học muốn học cái cách xử sự của người Mỹ, sự tự tin của những con người Mỹ. Dạ. Ở Việt Nam thì em đang học ngành ngôn ngữ Anh. Dạ. Thì không biết qua Mỹ là mình sẽ học cái chuyên ngành gì em ha? Qua Mỹ em sẽ đầu tiên học trường cao đẳng Green River Community College về ngành Business Administration và ngành quản trị kinh doanh. Trường Green River nó có 50 năm kinh nghiệm và có là 150 trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất Mỹ. Trường có 75.000 đào tạo là tốt nhất là cái ngành quản trị kinh doanh của em đang theo dự tính học. Trường có công viên trường rất là lớn và cái cơ sở vật chất của trường rất là mới, cho nên em muốn qua Green River học. Vậy cái dự định của mình sau khi học xong tại trường mà sắp tới mình chọn thì mình sẽ có dự định như thế nào nữa? Em về nhà em để em phát triển công việc kinh doanh buôn bán trái cây của gia đình. Khi học xong em sẽ phát triển kinh doanh, có thể là đi qua nước ngoài luôn. Cái cảm nhận của mình khi làm hồ sơ tại Tăng Đại Dương thì như thế nào? Dạ em làm ở Tân Đại Dương thì em rất là thoải mái, tại vì với chị tư vấn là với chị làm cho em hết mọi cái rồi, em không có cần phải làm thêm những gì hết, em chỉ lo học các phỏng vấn và em đi phỏng vấn thôi. Những cái điều kiện những chị tư vấn viên ở đây ấy, thì nó rất là thân thiện với học sinh, cho nên là em cũng rất tự tin khi làm ở đây, có sự tự tin hơn. Và em có học qua các lớp của anh Khôi với anh Bảo Anh ấy, em có niềm thêm tự tin khi đi phỏng vấn hơn. Học anh Khôi thì anh Khôi rất nhiệt tình là chỉ cho các cái thắc mắc của mình về khi du học bên Mỹ. Học anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh cho mình những cái về kinh nghiệm, sự tự tin trong xã giao ở ngoài với mã sự. Chị Kim thì hướng dẫn nhiệt tình lắm, còn sửa em khoảng chục lần đấy, sửa đi sửa lại chục lần đấy, em mới có đủ cái kiến thức để em đi vô phỏng vấn. Mấy anh chị trong Tân Đại Dương thì rất là nhiệt tình trong cái việc dạy cho em các phỏng vấn, như chị Ngọc, rồi chị Quỳnh, chị Kim, chị Nang. Em đi em search những trang web mà ở em search Google thấy những trang web này du học á, em thấy du học Tân Đại Dương này nó coi như là nó lớn nhất ở trong miền Nam mình, cho nên là em chọn công ty mình đi lên đây. Mỗi lần đi lên đây là em lần đầu tiên ấy thì em thấy run lắm, sau lúc sau cái thấy sự thân thiện của các chị với các anh đây thì em hết run rồi. Trong lúc du học vấn thì em vô em cười với em nói to cho những người nói sự nghe. Người ta thấy có cảm tình, nói to với sự tự tin của em là người ta cho gì. Bây giờ em đã có visa rồi, nếu những bạn nào cần phỏng vấn đi du học Mỹ ấy, thì em sẽ giới thiệu ngay đến cho công ty Tân Đại Dương. Tại vì công ty mình làm rất là chuyên nghiệp, có phong cách rất chuyên nghiệp, với lại lo cho mình rất là đầy đủ. Mình không phải lo thêm một cái gì nữa. Rồi chị cảm ơn những chia sẻ của mình trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Yeah. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của mình về quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.